Trước hết chúng ta sẽ mở cái phần mềm và tạo một cái project mới. Để sử dụng cái lệnh xung truyền lên và xung truyền xuống, các bạn lấy lệnh ở trên thanh công cụ. Lệnh này thì cho xung truyền lên và lệnh này cho xung truyền xuống. Hoặc là các bạn có thể click vào cái khu vực lập trình, sau đó gõ chữ LDP, dấu cách và địa chỉ cho xung truyền lên. Và LDF cho xung truyền xuống. Theo mình thì các bạn lấy trên thanh công cụ cho nhanh, bởi vì bộ não của chúng ta sẽ phản ứng nhanh hơn với các cái hình ảnh, mà để nhớ câu lệnh thì tương đối là khó hơn. Vậy thì ví dụ xung truyền lên X0 nối với đầu ra Y0. Và xung truyền xuống X1 nối với đầu ra Y1. Hai lệnh này ứng dụng phương pháp bắt trạng thái on hoặc là off của một bit nào đó. Nó chỉ tác động trong một vòng quét của PLC mà thôi. Mình ví dụ khi ta nhấn nút X0 thì Y0 sẽ sáng lên rồi nó sẽ tắt ngay. Còn khi X1 chuyển từ trạng thái 1 về trạng thái 0 thì Y1 cũng sáng lên rồi tắt ngay. Mục đích của nó là để biết được khi nào bit lên 1 và khi nào bit về 0. Các bạn nhìn thấy trên màn hình, đối với lệnh xung truyền lên thì khi tín hiệu X0 có trạng thái từ giá trị 0 lên giá trị 1 thì nó sẽ cho một cái tín hiệu dạng xung báo là X0 vừa lên 1. Xung này tồn tại trong một thời gian rất ngắn, sau đó nó lại về trạng thái 0. Còn đối với xung truyền xuống thì ngược lại, khi giá trị tác X0 chuyển từ trạng thái 1 trở về trạng thái 0 thì nó sẽ cho một cái tín hiệu dạng xung báo là xung X0 vừa từ 1 về 0. Một cái ví dụ mà nó lột tả hết được cách sử dụng của cái xung truyền lên và xung truyền xuống đó chính là cái barrier tự động. Chúng ta có một hệ thống barrier có thể đóng mở theo tín hiệu đầu ra Y. Nguyên lý là ở trạng thái bình thường thì barrier sẽ đóng lại. Khi có xe đi tới tác động cảm biến 1 thì lúc này cảm biến 1 sáng lên báo tín hiệu về PLC và PLC đưa lệnh xuất đầu ra mở barrier. Vậy thì trong trường hợp chúng ta không sử dụng lệnh xung truyền lên và xung truyền xuống, chúng ta kết hợp tiếp điểm thường hở đầu vào và lệnh set reset thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn nhìn thấy câu lệnh bên trên, tiếp điểm X0 đại diện cho cảm biến xe vào, tiếp điểm X1 đại diện cho cảm biến xe ra, còn Y0 thì đại diện cho barrier. Khi mà Y0 lên 1 thì barrier mở ra, còn khi Y0 về 0 thì barrier sẽ đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho xe vào và xem kết quả như thế nào. Khi xe từ từ tiến vào và tác động cảm biến 1 thì lúc này trạng thái X0 sẽ lên 1. Dẫn đến là lệnh set được thực hiện, làm cho Y0 có điện. Bởi vì Y0 có điện nên barrier sẽ mở ra. Xe tiếp tục tiến vào. Khi mà xe đi qua cảm biến 1 thì tín hiệu cảm biến 1 sẽ bị mất. Nhưng do chúng ta dùng lệnh set nên trạng thái Y0 vẫn đang là bằng 1, barrier vẫn chưa đóng lại. Xe tiếp tục từ từ di chuyển đến cảm biến X1. Tín hiệu X1 lên 1 nên câu lệnh reset được thực hiện. Reset đầu ra Y từ trạng thái 1 về 0 và barrier đóng lại. Nhưng các bạn có phát hiện ra rằng, bởi vì lúc này xe chưa ra khỏi vị trí barrier mà chúng ta đã đóng barrier rồi, nên là barrier sẽ đâm phải xe, dẫn đến là xe sẽ bị hỏng hoặc là barrier sẽ bị hỏng. Nếu mà kỹ sư nào lập trình như thế này, có thể là bị trừ lương hết năm rồi đấy. Vậy thì làm sao để mà phòng tránh cái trường hợp này? Giải pháp là các bạn sẽ phải đảm bảo cái xe di chuyển qua cảm biến X1 thì barrier mới được đóng lại.
Vậy thì làm sao để xác định khi nào xe đã di chuyển qua cảm biến X1? Cho các bạn 5 giây suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Và giải pháp của mình ở đây là sử dụng xung sườn xuống ở cái vị trí cảm biến X1. Tức là thay vì sử dụng tiếp điểm thường hở X1, thì chúng ta sẽ sử dụng xung sườn xuống X1. Lúc này vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Và nhân tiện thì chúng ta cũng sử dụng xung sườn lên cho cái cảm biến X0 luôn nhé. Thực chất thì đối với cảm biến X0, bạn có thể sử dụng tiếp điểm thường hở hoặc là xung sườn lên đều được. Nhưng mình sẽ áp dụng cho cái xung sườn lên cho cái X0 luôn. Chúng ta sẽ thử chạy lại xem nhé. Xe vào, cảm biến X0 tác động, barrier mở ra. Xe tiếp tục di chuyển và tác động cảm biến X1, nhưng Y0 vẫn chưa bị reset, tại vì chúng ta đang sử dụng lệnh xung sườn xuống, tức là lệnh bắt tín hiệu off của cảm biến. Xe tiếp tục di chuyển qua cảm biến. Lúc mà cái xe đi qua cảm biến, thì cảm biến từ trạng thái 1 trở về trạng thái 0, chúng ta bắt được cái xung sườn xuống, làm cho Y0 bị reset. Lúc này, barrier đóng lại mà không va chạm với xe. Đến đây thì bạn đã hiểu bản chất về cái lệnh xung sườn lên và xung sườn xuống rồi chứ? Rất hay đúng không nào? Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì có thể vào nhóm lớp học để chúng ta cùng thảo luận. Bài học này chúng ta kết thúc ở đây. Chào các bạn.